nói chung là tại vì cái gu của em là gu mập nên là mấy người ốm sợ lắm. Thì vừa gặp vợ em cái mập quá mê luôn. Mà ông này giống như là kiểu nào giờ chưa đâu quen ai đâu, nên là em là người trúng tủ hay sao, là nụ hôn đầu tiên của ổng luôn. Lần đầu tiên hôn luôn hả? Là ông này thì mình em thì em hôn mở mắt thôi mà em thấy cái chân ông này nó muốn quéo lại luôn. Cái như là cái môi ông bị đơ vậy nè, không hoạt động gì. Là em mà như là em buông người luôn, không làm gì làm luôn. Làm gì làm. Cái bữa đó không biết sao lần đầu tiên của con kiểu như là nó muốn mắc ị vậy đó, không hiểu sao mà cứ kiểu như là đang lúc vậy ha, để hưng phấn lên vậy cái ha. Khoan, chút. Không, mình con này có bị lội cả. À, có cái bệnh là gờ vú á, gờ vú mà kiểu như là gờ khó chịu, gờ mà hay kéo dài á đó. Xe đâu đó, xe rồi đâu tôi xe như thuốc vậy đó. Xe xong nhiều khi thích nút vú không, cũng như là thích giống như là hồi nhỏ là mê vú mẹ. Nhưng mà từ ngày mà quen ổng là không còn mò mà vú mẹ nữa, mò vú chồng thì mò vú ông này của đó. Mình mà đúng không, ba ngày quen nhau là tao nói là mò vú em rồi, đó là dê mà đó là dê em rồi hả. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thận, em chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Lê Quốc Việt, năm nay em 27 tuổi, hiện đang làm bất động sản với làm youtuber luôn đúng không? Dạ. Còn em, dạ em lần đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận với lại khán giả đang xem chương trình. Em tên là Đào Thị Mỹ Linh, hiện tại em đang kinh doanh mỹ phẩm và quần áo với lại kinh doanh Messi Bar nữa. Hai em là kể cho anh biết coi cái câu chuyện tình yêu của hai em bắt đầu như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Dạ lần đầu tiên á, mẹ của ông xã em á là đi chợ, thì vô tình á là vô cái tiệm quần áo của em, thấy em lanh quá đi, buôn bán mà lanh cái miệng sao mà lanh quá trời quá đất luôn. Mà mẹ của ông xã em thì đã đang đi tìm con dâu tuổi dần nữa. Mà gặp ngay em con dâu tuổi dần luôn, xong cái hả, ơi tôi thấy mày lanh quá, hay không mấy mày cho tao xin số điện thoại mày đi, tao có thằng trai nè mà cũng bự con đẹp trai lắm. Mẹ mới đưa cái hình của ông xã em cho em coi tại chỗ luôn, em thấy là không đẹp rồi. Là tự nhiên em... không muốn cho rồi đúng không đó. Nhưng mà mình phải lịch sự là mình vẫn phải cho bình thường, nhưng mà quen hay không là chuyện của mình thôi. Cho xong cái 3-4 ngày sau cái ổng mới gửi cho em cái icon. Mà gửi cái icon hình cười thôi à, rồi sao em thấy vậy không nói câu nào, tự nhiên gửi cái icon hình cười không à. Thấy ông này tự nhiên hết kiểu cái kiểu cũng ba gai nữa, cái em cũng gửi lại cái icon hình cười y chang vậy luôn. Rồi em cũng im re luôn. Rồi xong tự nhiên cái tối ngày hôm đó gửi thêm cái icon chúc ngủ ngon, rồi xong im luôn. Công bạn này nè, về mẹ nói gì với em? Mẹ em thì nói là mẹ có bé này nè, mới biết bé này ở ngoài chợ đó, thì kiểu như là giờ là con với bé này giờ tìm hiểu đi, rồi nếu mà cảm thấy mà được thì tiến tới. Cái khoảng sáng thì mẹ có đưa số điện thoại cho em, nhưng mà kiểu như là em không có ẹp liền. Đó, xong cái khoảng chiều cái mẹ đưa cái hình cho coi, thấy cũng được, đẹp quá. Đẹp quá, đúng không? Đẹp quá. Xong cái là em mới ẹp cho lô khoảng đâu mấy ngày sau em mới nhắn tin. Thì bắt đầu là hai chồng em mới bắt đầu nhắn tin. Mình nhắn qua icon không vậy hả? Dạ, đúng rồi. Rồi sau cái đợt mà gửi icon qua lại đó, bao lâu thì mới gặp nhau? Đúng một tuần luôn. Là bắt đầu ông này mình đang nói chuyện bình thường thì ổng hỏi em ăn gì không, rồi xong ổng mới đi mua cho mình cái hamburger. Là lúc đó là ổng chạy tới tiệm của em á, ổng đưa cho em cái hamburger là lần đầu tiên gặp mặt tại shop luôn, nhưng mà chỉ đưa xong rồi đi về thôi chứ cũng chưa thấy rõ vậy đó. Mà cái hình tượng đầu tiên mà ổng chạy tới ổng đưa cho em á là em thấy ủa trong hình nhìn thấy trẻ lắm mà sao ngoài như ông già á, áo vest rồi quần kiểu gì nè. Mà em nói có 20 mấy tuổi mà sao mặc đồ như ông già là không ấn tượng rồi đã vậy còn đeo cặp mắt kiến nhìn giống như mấy người mà bị lừa, giống như mấy người lừa đảo á, là không ấn tượng gì luôn. Cái mắt kiến nào mà ra. Nhưng mà chỉ được cái là giọng nói quá nhỏ nhẹ luôn. Nhỏ nhẹ đến mức độ mà nói mà nhiều khi hả không nghe được luôn á, là quá nhỏ nhẹ nên mình mê cái giọng đó thôi. Trời, nói không nghe mà mê đó. Tức là bạn vợ là mê cái voice của bạn chồng. Đúng. Thì cái tối ngày hôm đó luôn, tối ngày hôm đó là hai vợ chồng mà hẹn nhau đi uống trà sữa Trường Chinh ăn bánh tráng. Cái ông này cũng qua chở. Thì chở lúc đầu chở cũng mình nghĩ chắc thời buổi hiện tại không còn trẻ trâu nữa đâu, mà chạy cũng ba gai lắm, chạy cũng un vậy đó, chạy cũng ba gai giống như là muốn cho mình ôm vô vậy. Mình nghĩ sao lần đầu tiên gặp mặt sao mà ôm được, thế mình cũng ngồi lì vậy luôn. Xong rồi tới nơi cái hả cũng nói chuyện, lúc đó là gặp trực tiếp rồi đó, là ăn uống qua lại là kêu ổng hát cho mình nghe lúc tại chỗ luôn, tại quán trà sữa luôn. Đúng rồi, là xong là ổng hát cái mình cũng mê luôn, mình mê ly luôn. Mê cái voi nữa, mê cái voi. Còn em thì sao, em mê cái gì ở cổ? Mê cái mập, tại vì ngày lần đầu tiên mê cái luôn. Ê, đừng có cười cái mày. Có những người đàn ông người ta phụ nữ mập tròn cái mày. Cười dễ thương mà. Đừng có nói mình dây là thành công đâu, xin lỗi. Ủa, em cười là em mà thấy nó dễ thương quá. Mập là thấy dễ thương. Đúng rồi, mập tròn dễ thương. Rồi trời sao ơi. Thì nói chung là tại vì cái gu của em là gu mập, nên là mấy người ốm sợ lắm. Thì vừa gặp vợ em cái mập quá mê luôn. Cưng
Rồi nghe, nghe nè, dạ. Sau cái bữa đi ăn đó bao lâu thì mới có cái nụ hôn đầu tiên? Em với chồng em cũng lẹ lắm, chứ khoảng thêm một tuần nữa đó. Thêm một tuần nữa là bắt đầu là đi coi phim. Mà ông này giống như là kiểu nào giờ chưa đâu quen ai đâu, nên là em là người trúng tủ hay sao là nụ hôn đầu tiên của ổng luôn. Lần đầu tiên hôn luôn hả? Dạ. Kiểu như là hai đứa đang coi phim xong rồi hả nghiêng qua rồi ngã lại xong rồi tự hai đứa tự hôn luôn. Mà ông này thì mình em thì em hôn, em mở mắt thôi mà em thấy cái chân ông này nó muốn quéo lại luôn. Cái như là cái môi ông bị đơ vậy nè, ông không hoạt động gì. Như là em coi như là em buông người luôn, không muốn làm gì làm đúng không? Dạ. Muốn làm gì làm. Nhưng mà sao em biết đây là lần đầu tiên của ảnh? Ảnh nói cho em nghe hả hay là em cảm nhận? Thì ổng kể em nghe, nhưng mà em nhiều khi ổng tin tại hai mươi mấy tuổi thì chẳng lẽ chưa có hôn ai bao giờ. Ổng tin luôn, nhưng mà ổng nói hả thiệt là anh chưa hôn bao giờ hôn ai, thì hồi xưa quen mấy người trẻ trâu không à, là toàn là đi đua xe không chứ đâu có mấy cái vụ này đâu. Đó, em đã cướp đi cái nụ hôn đầu tiên đó. Đó. Mà nhưng mà em chưa hôn ai mà sao bữa đó em gan vậy, em dám mà gọi là tự hai đứa gọi là sáp lợi vậy? Em đâu có bị động đâu, em cũng là 50-50 tự chủ động mà, đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì kiểu như là ế nhiều năm quá rồi, bây giờ tới rồi. Ế nhiều năm quá. Giống như là vừa gặp ông này là nghĩ là ông này là chồng của mình luôn rồi. Nói chuyện hợp nè, ăn uống cũng hợp, gu thời trang hợp, hợp đủ thứ luôn. Nói chung là hai đứa tình tứ dữ lắm. Tình tứ nhưng mà nó có đi quá không? Không bao giờ đi quá giới hạn. Chỉ hai đứa cũng ráng gọi là gìn giữ nhau. Tại vì chắc chắn là phải cưới rồi. Thì mình để thôi sau cưới rồi là mình đi xa hơn. Nhưng mà ổng có đòi không? Không. Không. Rất là sợ luôn, cho không cho thôi. Mà hai đứa giữ gìn cho tới đêm tân hôn luôn. Dạ đúng rồi. Hay quá, dễ thương vậy. Đêm mà... tân hôn chắc hay lắm luôn, chắc trời ơi, coi đêm tân hôn tao nói hả chắc chở. Sao đâu. Cái bữa đó không biết sao lần đầu tiên của con kiểu như là nó muốn mắc ị vậy đó, không hiểu sao mà cứ kiểu như là đang lúc vậy hả, hưng phấn lên vậy cái hả, khoan lại chút không, mình con nó có bị lội không cho mình làm tiếp. Xong rồi cái đang làm cứ cũng nữa, từ đó làm riết hả tới 4-5 giờ sáng. Trời ơi, lúc đó em sao em mới nghe coi. Em có bị mất hứng không? Mất hứng thì cũng một phần thôi, nhưng mà có cái là nguy hiểm. Cứ một chút cái xào quần xong cái bà kêu em chịu hết nổi, mắc ị quá. Nó cứ một chút cái mắc ị quá, chịu hết nổi đây. Xong rồi tao nói hả, coi như là xào quần với bà hả nguyên một đêm luôn. Sáng ngày em đi đâu có nổi đâu. Đó. Một lần nhưng mà một hiệp hay là mấy hiệp? Một hiệp mà tới 4-5 giờ sáng hiệp, luôn. Một hiệp á, nhưng mà nó cứ kéo dài, cờ giật vậy. Đâm ra là hả nó dừng lại miệng đang trong tình nhãn kia là để chút. Thôi tiếp. Rồi xong cũng thành công đúng không? Cuối cùng cũng thành công. Vào lúc 4-5 giờ sáng. Đó, nhưng mà qua ngày hôm sau có cải thiện được không? Rồi ngày hôm sau là có kinh nghiệm rồi. Là mình đỡ hơn, kiểu như lần đầu tiên trong cuộc đời mình mà. Thì lần thứ hai là mình quen từ từ rồi, nhưng mà cũng còn cảm giác nhưng mà nhẹ nhẹ lại chút thôi. Nhưng mà mình cũng sợ ông mất hứng nữa, nếu thôi mình không kể đi, giờ có ra cháu ra luôn đi. Trời, hai đứa dễ thương quá. Đâu giờ tới đứa, phần này. Hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ con đấy, em lấy nhau được 2 năm. Hai năm rồi. Em bé được nhiêu tuổi? Em bé được 9 tháng. 9 tháng rồi. Về ở với nhau. Anh thấy cái câu chuyện của các bạn nó vui quá à. Thôi giờ đến cái phần này vui hơn nè. Ổng có tật xấu gì không? Vô số kể luôn. Nói ổng cái tật ổng du duyên lắm. Tự nhiên mình đang ăn cơm, cứ canh cái lúc mình ăn cơm lại thả bơm. Cái kiểu là cái mất quá lịch sự luôn. Thêm một cái nữa là tối đang nằm chơi bấm điện thoại gì nè, xong cái hả chùm mền vô, coi như là tay chân không dễ dụ gì hết. Hỏi gì á, làm một phát thêm cái nữa. Xì hơi. Trời mà không cho mình thoát ra ngoài luôn. Bắt mình ở trong đó mình hửi vậy đó. Hửi riết giờ quen rồi đúng không? Hửi riết giờ mập luôn. Rồi sao nè, mê chơi game không? Cực kỳ mê chơi game luôn. Nhiều khi chơi game mà quên vợ quên con luôn. Chơi game mà còn chửi nữa. Chửi hả? Mày cái nào đó, trời đó. Ông này ông chơi game mà ông nhập tâm với à. Không nghĩ chơi game được không? Nhiều khi hả con khóc con la mà ngồi chơi game nữa. Cái vô tâm luôn rồi đó. Đó. Nói nghe nè, ổng có ghen? Có một lần thôi à. Một lần duy nhất luôn là lúc đó là có bầu em bé khoảng mấy tháng đầu á, là em đi siêu âm, kiểu như bữa đó làm như sao á, đi siêu âm tư, cái đi vô đo điện tim. Đo điện tim thì bắt buộc nó phải kẹp vô hai vú rồi. Đó, mà đàn ông làm chứ không phải là phụ nữ. Thì mình cũng lần đầu tiên có bầu đâu biết đâu, thì cũng ra mình thật thà cái trời anh kỳ ghê luôn á. Tự nhiên á hả, khám của người ta khám có bầu không khám cái bụng, tự nhiên dạch vú ta kẹp vô vậy, kỳ cục phải không? Xong cái ông thấy vậy cái hả, ông mặt nụn đóng. Nụn đóng tới lúc về luôn. Lạ hả, về tao nói im lặng mấy tiếng đồng hồ luôn, mình biết là ông giận rồi. Mình biết vậy tao nói lúc đầu khỏi kể cho rồi im luôn. Ghen với bác sĩ hả?
đó em nói thử nghe cái tại lý do tại sao mà mặt đó. Tại vì kiểu như là em nghĩ là lúc đầu là làm mấy cái đó là bác sĩ nữ đó, mà đâu có nghĩ là bác sĩ nam làm đâu. Rồi nhưng mà cái đó là cái thao tác chữa bệnh của người ta mà sao lại giận vợ? Thì kiểu như là tại vì đàn ông khám ra mình hơi bực á, kiểu vậy. Rồi sao nè, ở trong nhà có bao giờ màu mè đúng không? Màu mè là màu làm sắc đồ này kia có. Sao là đó? Cực kỳ màu mè luôn, thánh làm màu luôn, gọi là cho ổng một phong một cái thánh luôn. Chi một cái trứng rồi lấy cái chảo, cái tô, cái rổ làm bùm beng giống như là ta đây là một cái đầu bếp của như đồ bếp siêu vậy đó. Siêu đồ bếp vậy đó, làm hất lên tao nói làm ghê lắm, hồi em rửa chén khùng luôn. Tới một cái rổ, một cái chảo mà cái chảo nhỏ không, lấy một cái chảo bự thì bự, chiên cái trứng chút xíu. Không, thấm vậy mỹ. Cái đó là vậy, cái đó không sao, cái đó là một cái tật dễ thương. Đó, rồi thôi tới cưng đi. Hết rồi. Cô gái xấu gì không? Cô gái này sao? Việc bả thì ta nói tật xấu thì nhiều vô số kể, nhưng mà nói chung là kiểu như là vẫn chấp nhận được. Giống như đôi khi là kiểu như mê đi shopping rồi mua ba cái lặt vặt đó, rồi kiểu như là mua xong rồi quăng ở nhà đâu có xài đâu. Nhưng mà có thích nấu ăn không? Nấu ăn thì rất là ngon, nhưng mà ít khi nấu lắm, hầu như là em nấu hết. Nhiều khi là ăn uống là em đút cho ăn nữa mà. Đó, có ngồi chỗ không à. Ăn uống ngồi chỗ đúng không? Đúng rồi. Rồi sao bả có cẩn thận không hay là vụng về? Đụng cái gì bể đó. Đó, đâm ra làm đâu cho làm gì đâu. Là hậu đầu đó. Đó, rửa chén, rửa bát là nhiều khi là bể gần hết cái sống chén luôn. Trời, thôi để anh làm luôn. Em làm hết. Hầu như là về nhà từ hồi cưới tới bây giờ là hầu như là nấu ăn, rửa chén, rửa bát là giặt đồ, giặt giũ là em làm hết. Là em hết luôn. Đúng rồi. Rồi á, em thì có cái thú mà thú vui quái thai là chùm mền xì hơi, còn vợ em có cái thú nào quái thai? Có thú vui nào trên giường xem vậy không? Bả có cái bệnh là gờ vú á. Gờ vú mà kiểu như là gờ khó chịu lắm, gờ mà hay kéo dài vậy lắm. Đó. Xe đâu đó không? Xe. Rồi, đó, xe như xe thuốc vậy đó hả? Xe xong nhiều khi thích núp vú không? Cũng như là thích giống như là hồi nhỏ là mê vú mẹ. Nhưng mà từ ngày mà quen ổng là không còn mò mà vú mẹ nữa. Mò vú chồng. Thì mò vú ông này. Của mình mà đúng không? Ba ngày quen nhau là tao nói là mò vú em rồi. Đó là dê em rồi. Đó là dê em rồi hả? Chồng rồi. Rồi bây giờ mong muốn bà xã thay đổi điều gì nè? Em thì không có mong muốn gì hết, tại vì ngay từ lúc đầu là vợ em đã vậy rồi, em nên em chấp nhận được, đúng rồi, em không mong muốn gì. Yêu tất cả những thói hư tật xấu của vợ đúng không? Dạ. Nghe đã không? Đó. Còn vợ sao nè? Em thì muốn ổng là bớt chơi game lại, tập trung cho công việc làm ăn nhiều hơn, như lại giờ ngó con phụ em nữa. Rồi chỉ vậy thôi à. Thôi thì đó, em tự em suy nghĩ đi nha. Chỉ có mong muốn chồng bớt chơi game thôi đó. Đó. Có nhiều thôi. Nhắm coi tự làm được không nè. Đúng không? Dạ. Cặp vợ chồng này thấy dễ thương quá, trời. Là dễ thương hồn nhiên. Dạ. Đó, và sinh ra là của nhau đó. Dạ đúng đó. Rồi. Thôi chúc cho hai em cứ như thế này ha. Dạ. Cứ vui vẻ. Cứ yêu thương nhau như thế này. Cảm ơn hai em đã đến. Dạ. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và các quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là tên Nguyễn Đình Long, hiện công tác tại phòng kinh doanh của công ty Tô Hình Việt Nam. Thế còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Hòa Hiệp, năm nay em 32 tuổi, hiện em đang làm thông dịch viên tiếng Nhật kiêm luôn thư ký tổng giám đốc. Wow, Long và Hiệp. Muốn học tiếng Nhật thì học ở đâu? Em có dạy không? Dạ. Chị sắp đi qua bên Nhật với em. Dạ, tại vì em du học ở Nhật được 5 năm ạ. Thế em biết chương trình Vợ Chồng Son này là... Là của Nhật. Của Nhật. Đúng rồi. Đúng không? Cho nên sau khi em có gia đình là em quyết định em kêu em với anh đi thi. Lúc cổ học ở bển á là lúc là đó đã mình... Là biết cái chương trình đó. Dạ đúng rồi. Biết ở bên Nhật thôi, còn mình chưa làm. Chưa. Dạ đúng rồi. Thế nên là Shinkansan đi rất sai. Shinkansan đi rất sai. Dạ đúng rồi. Rồi, Long với Hiệp á là quen nhau là từ lúc nào? Dạ quen nhau cách đây cũng được 4 năm rồi anh. Nói chung là quen nhau cũng rất là tình cờ. Em làm thông dịch viên mà. Thì cái hôm đó là có cái hội chợ triển lãm về môi trường á. Thì chồng em là người trong cái hội chợ đó, ảnh là làm về bên môi trường. Đúng rồi, môi trường. Còn em chỉ là người đi làm thêm thôi. Thì lúc đó em đang phát tờ rơi trong chương trình, thì chồng em đi ngang qua, thấy em cứ tự nhiên cẩn đứng lại, cái lùi lại, lại xin tờ rơi của em. Trời ơi. Rồi anh vô anh chào, anh hỏi cho mình nghe cái giọng mình á. Ủa, anh là người Nha Trang hả? Em nói, ủa, sao em biết hay vậy? Nói, nghe giọng hay biết liền chứ có gì đâu. Rồi thì ảnh mới mong men làm quen em. Em cho anh xin số điện thoại đi. Trời ơi. Thì em mới kêu chứ, em không có sử dụng điện thoại. Anh nói chứ, làm gì mà không có sử dụng điện thoại. Ừ. Để nói chứ, nhưng mà giờ em không có. Anh mới lấy danh thiếp ra anh đưa cho em. Cái gì nhắn tin cho anh nha. Đó, thì em cũng cầm. Rồi em cũng mất đầu mất tiêu, em cũng không để ý luôn. Thật sự thì lúc đầu em không có hề có ấn tượng gì với chồng em hết trơn á. Thì đến ngày cuối cùng của hội chợ, lại chạy qua tiếp. Kêu chứ, ôi, anh mỏi chân quá cho anh ngồi tí đi. Em nói chứ, anh có mỏi chân thiệt không? Nói, thiệt mà, cho anh ngồi tí xíu đi. Rồi sau mới kêu là, ủa mà em đang làm ở đâu vậy? Thì em mới nói là, em đi làm trên quận nhất á, em làm gần nhà thờ Đức Bà. Ủa,
anh cũng làm gần đó luôn. Rồi ông thả rồi đó. Không, mà thật sự là chồng em làm gần đó thiệt. Thì thôi em cho anh số điện thoại đi, để khi nào buổi trưa trưa anh mời em đi ăn cơm, uống cà phê này đời này kia. Lúc đầu em cũng, ông này sao mà sổ sàng quá vậy trời, em cũng không có muốn cho, nhưng mà cứ ngồi nói hoài, thôi hai mình cùng quê, mình cho số điện thoại cái gì về nhà, có gì anh em cùng quê đồng hương ăn uống luôn, nói chuyện này kia nó cũng vui mà. Mình cũng thấy thì thôi có thêm người bạn cũng đâu có sao đâu. Thì em lúc đó em mới cho số điện thoại, lúc đó mới chịu đi về. Thì từ lúc đó trở đi là mới bắt đầu tán tỉnh. Chồng ngồi nghe coi như thỏa mãn dễ sợ. Dạ dạ. Dạ. Nhưng mà lúc mà em nhìn cô đứng phát tại nơi là em đã kết cô này rồi đúng không? Không, lúc đầu em không để ý đâu. Tại vì trong cái hội chợ đó có những cái gian hàng của các nước khác nhau. Thì chỉ là giờ em làm bên khu của người Nhật, khu của người Nhật. Thì em đi qua thì chủ mục đích là em đi xem cái công nghệ mới. Thì em đi qua thì em tự nhiên em thấy ai nhưng mà nhìn cảm giác rất là quen quen. Em khựng lại, em đánh số lại em lùi lại. Em cảm nhận như gặp ở đâu đó nhưng mà không nhớ ra. Gặp trong tiền kiếp hay sao? Dạ. Em thấy cô này dễ thương quá, em thích. Lúc đó mới là cảm nhận là cái đó là cái tình cảm đúng không? Khi mà em lấy được cái số điện thoại của bạn này rồi á, em có lên kế hoạch tấn công không? Đó, em tấn công dùng dập luôn chứ. Dùng dập đúng không? Bởi vậy tấn công mà em muốn sập luôn hộ luôn. Tấn công trong bao lâu? Bao lâu đó, tấn công bao lâu dính. Cô này gà ngã. Là dính. 5-6 tháng vậy đó. Tại vì nhà em ở chung cư bên quận 8 á, là sáng em phải từ quận 8 em chạy qua bên Tân Phú. Vợ em ở bên đó, em chở đi ăn sáng xong đi làm. Ở khi trưa thì đi ăn trưa, xong chiều xong rồi 8 giờ 9 giờ xong đi ăn tối xong em chở về lại Tân Phú xong em về lại quận 8. Trời ơi ròng rã, liên tục ngày nào cũng vậy. Trời, giờ em mới lại. Thì tại vì em cũng thấy được điều đó chứ thực sự là em lúc đầu em cũng có ấn tượng gì với chồng em, mà em nói ôi mà thấy chồng em kiên trì quá. Mà không phải chỉ một mình em, tán luôn cả gia đình của em luôn. Vậy hả? Mới qua nhà em là đã tán ông anh rể của em trước rồi. Thì lúc đó thì quen nhau cũng được gần nửa tháng á, thì em nói là em về nhà sinh nhật của mẹ em. Thì cũng chạy theo về, anh cũng đi về. Dạ. Dạ. Cho anh ghé nhà chơi một bữa em nói. Không, chưa có gì hết mà dắt về nhà làm gì. Nhưng mà một hai là đi vô, tự động vô nhà em, chào hỏi nhà em luôn. Ở nhà em bất ngờ đó, ủa ở đâu đây, em đâu có nói gì với nhà em là em đang quen ai đâu. Mà phụ huynh thấy anh có thích. Nói chung là lúc quen lúc đó em cũng 28 rồi, thì má em cũng hối dục rồi. Thì gia đình cũng chào đón, nói chung là cũng rất là nồng hậu. Nói chung là trơn tru, không có vấn đề gì hết. Dạ. Dạ. Lợi quá rồi đúng không? Và chuyện gì tới phải tới, có nghĩa là sau đó là đám cưới. Bao lâu thì đám cưới? Quen nhau được 1.5 năm thì hai đêm đám cưới. Thì sau khi cưới nhau về thì có tính xấu có gì lòi ra không? Có bị vỡ òa về nhau không? Chồng em rất là ga lăng. Ga lăng sao lại tính xấu? Không phải, ga lăng một mình không thì mình không nói với tất cả các bạn gái luôn. À, ga lăng với bà hàng xóm luôn. Nói chung là trong một bàn ăn này kia là gấp đồ ăn cho bạn gái kia trước rồi gấp cho mình sau cùng. Thường là lúc nào mình cũng ưu tiên cho bạn gái mình hoặc là vợ mình trước, cái đằng này chồng em thì ưu tiên cho người ta trước rồi vợ mình sau cùng. À, nhưng mà sẽ có những bà vợ lại thích ông chồng vậy. Nhưng mà không ai thích hết ông ơi. Không em ơi, sợ đó, không chụp mũ, chụp mũ ở đâu ra. Ông có đó. Đàn ông là phải ga lăng. Không, ga lăng. Ga lăng á là phải đầu tiên là vợ. Nhưng mà hồi lúc mà cua em đó ổng có ga lăng không? Dạ có, lúc mà cua em là coi như em như là một nữ hoàng vậy. Bởi vì bây giờ làm vợ thì phải đi sau thôi. Đâu ra, ở đâu ra? Không. Rồi sao? Khó chịu với đó đúng không? Mà em có nói không? Khó chịu em phải nói liền. Có chứ. Nói nhưng mà cái này là cái bản tính rồi. Cho nên là bây giờ em cũng quen với cái việc đó rồi. Nhiều khi anh ga lăng em cho anh ga lăng, hay là anh có chọc cô nào qua kia em hùa chọc theo. Trời ơi em dễ dãi vậy. Không. Tại được. Vì bây giờ có sửa cũng sửa không được chị. Đâu thì cũng vẫn cái hành động ga lăng đó, chỉ có điều cái điểm xuất phát nó khác nhau thôi. Đúng không? Em trước. Bây giờ em ngồi bên đây, bạn của chồng em ngồi bên đây, chồng em ngồi giữa. Thay vì anh đi cái bên theo chiều kim đồng hồ, bây giờ bắt đi ngược chiều kim đồng hồ lại thôi. Dạ. Thì cũng vẫn giữ được bản chất ga lăng mà. Giờ mày nói nè, ông mà ga lăng kiểu đó có ngày tôi về tôi xào lăng ông luôn á. Rồi còn gì nữa không? Chồng em thì chỉ có cái đó thôi chứ còn tất cả mọi thứ thì chồng. Nhưng mà cái ga lăng nào của ảnh với bạn gái làm em khó chịu nhất? Có một cái cũng gần đây thôi nè, em rất là bực mình. Mình ở nhà có hai vợ chồng với đứa con à. Thì tối em cũng đi làm, em cố gắng tranh thủ về sớm, em cũng lo cơm nước này kia. Nói chung nấu cơm thì em cũng không biết nấu, em chỉ chuẩn bị để chồng về nấu thôi. Em chỉ chuẩn giờ bị. Giờ mới lòi ra từ từ đó. Yên tâm, chị cũng sẽ đứng về phía em yên tâm đi. Đó là lòi á. Không thì em cũng đi chợ, em rửa ráy rồi này kia xong xuôi hết thì em để đó, đợi chồng về nấu. Thì có hôm tình cờ em đọc được tin nhắn, nhắn tin cho cô khác rủ đi ăn ốc. Mình nói mình ở nhà mình lo cho con, lo cho ăn uống như thế này thì kỳ rủ cô khác đi ăn ốc. Thế thì em mới tức.
Em nói chứ tại sao lại rủ đi ăn ốc? Thì chồng kêu đó là đối tác làm ăn thì anh rủ đi ăn thôi chứ có gì đâu mà phải ghen. Em mới nói là hả, cô này là biết từ lúc trước khi cưới cho tới bây giờ luôn nè. Ừ. Chứ không phải là mới đây đâu. Ừ. Mỗi lần đi đâu về cũng mua quà cho cái cô này. Em biết luôn. Em biết luôn. Tại vì thực sự cô đó là đối đáp tầm ăn thiệt chứ không phải là bạn hình này kia. Nhưng mà em nói tại sao lại như vậy? Ừ. Em mới tức. Em có thích ăn ốc không? Em cũng thích ăn ốc chứ. Thì sao không rủ vợ đi ăn ốc chứ? Thì đó em mới bực mình, tại sao không rủ em đi chứ em. Chứ tỷ dụ như hôm đó mà anh rủ đi ăn cái khác em có tức không? Cái khác em cũng tức. Tức luôn. Tại vì rủ người khác, con người khác phái đi ăn là em phải tức rồi. Ừ. Tại sao chị hỏi vậy? Có nghĩa là vợ em tức không phải vì em rủ đi ăn ốc mà là vì em rủ cái cô đó đi ăn. Nói tóm lại là như vậy. Bất cứ một cái món nào mà con gái á, là thường mấy ông mà đang cua hay là kia nọ là thường hay rủ đi ăn ốc lắm. Tại vì bà nào cũng thích ăn ốc hết trơn. Trời ơi, tôi sao tôi cũng ngủ người ta đi ăn ốc nhiều mà tôi đâu biết đâu. Mà tôi thích nhất là đi ăn ốc dừa, ngồi để con một. Sao anh nghĩ sao em rồi sao rồi vợ đi luôn. Rồi cuối cùng sao, cuối cùng giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Cũng cứ nói là do là đối tác làm ăn thôi, đi ăn ốc rồi dưới bàn quan thiên hạ cũng đâu có cái gì đâu mà phải ghen dữ dằn như vậy. Ảnh không có gì hết, lúc nào cũng vợ con là trên hết. Là anh nói với em như vậy. Dạ. Thật sao em không rủ đi uống một cái gì đó mà em lại rủ đi ăn ốc? Rủ đi uống bia. Không, tại vì xưa em làm ngay chỗ hộn rùa có một cái quán ốc ở trên tầng thượng á, em đi ăn đó lần thấy ngon thì em cũng mời tới, thì chung là mình cũng cảm ơn người ta đó, công việc là thì làm ăn với nhau thì người ta giúp đỡ mình, có những cái này thì mình mời đi ăn ốc thì đi ăn bình thường thôi, chẳng có làm cái gì mà sai thì em chả cái gì sợ. Dạ. Vậy thì vợ em là tính hay ghen, nhưng ghen lắm chị ơi. Chị vậy chị cũng ghen em. Dạ. Chứ không phải vợ em đâu, chị vậy chị cũng ghen như thường. Bây giờ kinh nghiệm đi, lần sau có ăn ốc nữa là rủ vợ theo ăn luôn. Đúng rồi, lần sau rủ vợ đi luôn. Nếu mà đi uống đi theo em trả tiền chị không? Hả? Nếu mà em sẵn sàng trả tiền. Thì cái gì nó rõ ràng. Dạ. Mà cũng, nếu mà không có ngày nữa rủ anh đi với tại anh cũng ăn ốc. Dạ. Khoai ốc dừa. Bây giờ này tới em á. Chưa rồi, còn tật xấu gì của chồng nữa không? Dạ không, thực sự là chỉ có cái đó thôi. Chỉ có cái ga lăng quá đáng thôi. Chồng em thì lo lắng cho vợ con rất là tốt. Ừ. Rất là hoàn hảo, chăm từng ly từng tí, từ lúc mà quen cho tới lúc có bầu, rồi lúc mà em sinh em bé này kia là chồng em rất là hoàn hảo. Đến lúc mà em nằm trong bệnh viện mà mẹ em còn không lo, mà chồng em thức nguyên đêm để lo cho em. Không, mà cái lúc mà vợ còn sinh là lúc đó là mẹ vợ em vào thì cầm cho vô 2 kg ốc hương. Lúc mà mẹ vợ em vô thì vợ em vô phòng sinh rồi, thì mẹ vợ em thì ngồi nóng ruột rồi có sinh nữa, còn em ngồi em khay ốc ăn. Em ăn đúng hết 2 kg á thì vợ em ra. Vợ em nó không sinh ra, vừa sinh ra luôn. Ủa mà ăn trong bệnh viện hay sao? Thì ăn trong bệnh viện á. Tại đó bệnh viện mà ông ăn ốc luôn hả? Ốc hương luôn sạch mà. Ốc hương mẹ vợ em hấp ngon lắm, chủ yếu là hấp cho con gái. Đợi đó. Dạ chủ yếu đợi, chủ yếu là hấp cho con gái ăn, rồi cuối cùng mà con gái vô sinh thì em ngồi ăn hết. Vậy em có kỷ niệm cái buổi ăn ốc đó, em đặt tên cho con em là ốc hương không? Rồi vợ em thì sao? Cái tính xấu của vợ em là gì? Vợ em là hay ghen, tại vì công việc của em là hay đi tiếp khách nhiều á. Cứ mà 10 lần hay như 10 là em đi nhậu vậy là ghen. Vậy mắt hầm lên vậy đó. Không nói chuyện. Không, để em hầm nói chuyện, em vô tắm em lại giường ngủ luôn. Nhưng mà cái ghen của vợ em đó cứ tạo cho em khó chịu hay như khó nào? Khó chịu chứ. Như thế nào, ví dụ như em về em hỏi sao anh về, rồi em không hỏi anh rồi. Nhiều khi em nhậu say về em lục cơm em ăn á. Vợ em còn nói chứ, ông đi nhậu không đã, không giờ còn ăn cơm nữa. Nó nhiều khi là như vậy. Dạ. Một tuần là mấy lần? Giờ cũng bớt rồi, chứ tuần chắc con 2-3 lần thôi. Chứ hồi đó là 7-8 lần. Lúc trước chưa cơm bé thè nhậu nhiều cũng có. Dạ. Giờ chứ em hình bớt. Dung đi một tuần lễ có 7 ngày thôi, 7 ngày em đi nhậu về lèm bèm vậy, sức ai mà chịu nổi? Không, em nhậu về là em về nhà là em tắm rửa xong em lên giường ngủ à, em không có nói. Em đi nhậu tới mấy giờ? 10 giờ là em về. Trời ơi. 10 giờ đó là coi như là về xong ngủ luôn đó. Dạ. Ai không bực? Dạ. Đi nhậu một tuần lễ về 10 giờ, 10 tắm giờ. Leo lên giường ngủ làm luôn gì? Hỏi ai mà không bực, ai mà không ghen? Đúng không? Tắm xong leo ngủ rồi làm ăn gì nữa? Đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Không bực chứ sao không bực? Dạ. Bây giờ bớt rồi phải không? Giờ bớt rồi, giờ tuần 2 lần, 3 lần, có khi không có lần nào. Quá tốt rồi. Dạ. Rồi tới đâu? Chung về cũng tốt nhưng mà hạn chế cái vụ hay cầu nhau, mỗi lần đi nhậu thì cầu nhau hoài. Là một, thứ hai là bớt ghen, hay ghen linh tinh rồi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung quá. Đó là gì thôi, chứ nói chung là em vẫn yêu vợ em. Em vẫn yêu. Em vẫn yêu vợ em. Đó. Thường nói vợ nào vợ yêu hả? Đó, vẫn mà, vẫn là đã rồi, bây giờ vẫn còn đó. Em, giờ chị nói em nghe nè, mỗi người đổi chút xíu đi.
em á, cái ga lăng em giữ lại là tốt. Không phải ai cũng giữ được cái bản chất từ lúc yêu rồi xong tới lúc lấy đâu. Chỉ có điều là em chú ý chút xíu, em lo cho vợ em trước để giữ cái thể diện, giữ cái tự ái cho vợ mình á. Yeah. Thì chị thấy cái đó nó hay hơn rất là nhiều. Yeah. Đó, còn em đã biết tánh chồng em á, thì đi nhậu thì chắc là cũng là phải tiếp đối tác rồi, đúng không? Yeah. Mà đã biết là chồng đi nhậu về nóng rồi. Nhưng mà thực sự mà nói á, em thử thay đổi chút xíu đi. Ví dụ chồng về á, bực thì bực nhưng mà xót tại chị cũng như vậy rồi chị biết. Tại vì cái lúc đó họ không có biết gì đâu. Thì thành ra là thôi, đói thì thôi mình lo cho chồng mình ăn uống rồi nước chanh cho nó rã rượu. Thậm chí là lau mặt, lau mũi các thứ. Yeah. Dìu chồng lên giường. Chị cái đó chị nói thiệt, tại vì mình cũng xót. Đó thì em thử thay đổi đi, hai người thay đổi chút xíu cái đó thì chị thấy là tụi em sẽ rất là hạnh phúc. Dạ. Dạ. Chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ, dạ, cười đẹp như thế này, dạ, và mãi mãi hạnh phúc. Dạ. Chà, hai gương mặt giống nhau quá. Đó, bởi vậy. Gương mặt phu thê nè. Phu thê. Từ lúc sống chung lại cũng nói là phu thê luôn rồi. Trời, cái đôi mắt này lạ lắm nghe. Hiếm có cặp vợ chồng nào mà có một cái đôi mắt mà giống nhau như vậy luôn á. Đâu có giống đâu. Đâu chị, cái mặt nó giống nhau vậy? Không. Điều là dấu gì ta, dấu ớ á, không phải đây nè, ớ nè, đó đó, không giống lắm anh. Dạ. Nói thiệt, mà có ai nói là hai vợ chồng giống nhau không? Dạ có, lúc có không nhiều lắm, nhiều người nó giống, tức là nhìn tổng thể cái là giống nhau. Dạ. Nhưng mà phân ra từng nét á thì cho có cái lỗ mũi giống nhau thôi. Không có, em lại thấy đôi mắt cũng giống nữa nè. Không, đôi mắt của cô này bé mà, đôi mắt thì nó tròn xoe mà. Nhưng mà cái kết cấu là nó đều vĩnh, nó đều đó là nó giống như cái dấu này, dấu gì không biết nào hả? Dạ. Dấu nào? Dấu gì? Dấu gì nè, chứ không phải dấu ớ. Cái này là cái nón. Không, bây giờ em hỏi chị nè, trong trời tự nhiên bí quá, có cái dấu nào mà nó quẹt qua vậy không? Thì nó là dấu ớ, còn cái này nó là dấu á. Dấu á, dấu á ngược á. Còn cái này dấu ớ. Cái này dấu á ngược á. Là ân á, ân á, rồi ăn á, hiểu không? Cái này là ân. Chắc ăn giống nhau rồi chị à. Không, bởi vì em mới nói là ăn. Ăn à, này. Ừ, thì này là ăn này. Thì đứa hỏi nè, ăn hay là ờ, hay là ân. Ớ, nhưng mà là nó không mệt quá thôi, mệt quá, nói nghe là giới thiệu tên em mới được. Dạ. Dạ. Dạ, em xin chào MC Quốc Thượng, xin chào chị Hồng Vân, em chào xin chào khán giả. Em tên là Thành. Em làm công việc của em là vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Dạ. Ở đâu? Em vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. À, từ Trung Quốc về Việt Nam. Thành là anh ấy. Dạ, em sống ở Sài Gòn. Em nay 93, em 30 rồi. À, 30. Dạ. Thành vận chuyển đồ, vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Rồi. Dạ. Ừ. Dạ. Em mời vợ Thành. Dạ, chào cô chú, chào khán giả. Em tên là Thư, năm nay cũng 93. Dạ, 93 tuổi. Năm nay 93 tuổi. Dạ. Năm nay cũng 93 tuổi. 93. Dạ. Dạ. Hai làm công việc gì? Tuổi. Dạ em bán quần áo. Quần áo. Dạ. Cha vậy là bên này nhập quần áo từ bên đúng kia. Đúng rồi, cho bên này bán. Bán lại. Ừ. Dạ thì lúc đầu liên quan vậy đó, lúc đầu là thường như vậy đó. Nhưng mà bây giờ sao? Vậy. Dạ. Bây giờ sao? Ai cũng nói vậy. Thì bây giờ là như vậy luôn. Câu chuyện nó quen nhau thì nó lại mắc cười lắm. Là ngày 28 Tết, thì em đi quýnh bài. Ừ. Em quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. Ừ. Trong đó có vợ em. Chủ nhà là mời quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. À. Cái mời vợ em đi ăn, tụi mình ăn bài mà cái mời hết mọi người đi ăn, không có đi hết. Thì có vợ em và đứa em gái nữa đi ăn. Đi ăn sao ăn ra ngoài nói chuyện. Không cái... ai chịu đi ăn. Không ai đi hết, chỉ có hai người đi có thôi. Có hai chị em bé này. Dạ. Đi. Mà em ăn hết cái sòng bài luôn. Nó cay cú quá. Quá mà. Ăn không còn một đồng bạc mà. Nên là tôi phải ăn lại cho coi như là ngập mặt đó. Ủa, nhưng mà sao lại có thể còn tâm trạng để đi ăn vậy Thân? Tại vì lần đầu tiên là hồi đó giờ cũng đâu có đi đánh bài mà không biết đánh bài luôn. Cái lần đầu tiên đi vô đó, nhà chị đó rủ vô chơi đánh bài xì dách. Cái vô cái anh này chạy là sao, cái nẹt bô nữa, chạy xe chiếc SH mà cứ nẹt gì nè. Cái em lại em thấy trẻ trâu rồi, em biết sủ nhi rồi, em cũng không thèm để ý nữa. Xong cứ đánh bài ăn gom hết. Cái nhỏ em cay quá, nói là giờ đi ăn cho bỏ ghét chứ ăn hết rồi. Dạ. Là đó, giờ đi ăn chưa? Có ba người. Cái tâm trạng y chang đó, y như là tôi nói, một đứa ăn bài, một đứa ăn đồ ăn. Đó. Ăn qua. Nhưng mà sao lúc mà đi ăn có ăn cho bỏ ghét không? Dạ, ăn quá thì ăn luôn, kêu vô kêu phở, kêu chén tái hột gà, kêu đủ thứ hết trơn. Như trong tiệm phở có gì là kêu hết. Và như vậy là nhìn thấy cái nước ăn của cổ mà coi như là thấy ấn tượng đúng mà không? em đói gần chết luôn mà em giữ nét. Mình đói muốn chết, lẽ mình vô mình kêu ăn này nọ, thôi anh đói anh ăn rồi, anh kêu miếng kêu chén tái thôi, anh no quá. No quá về quốc cho tô mì, thêm tô mì mới chịu nổi. Không lẽ mình mới gặp mình sao gặp đó. Em ăn xấu lắm. Cái thôi nè, anh no rồi, anh kêu chén tái ăn à. Mình giữ kẻ giữ nét mà. Nhưng mà trong lúc ăn thì có nói chuyện thăm hỏi gì về nhau không? Có nói chuyện thăm hỏi, em ở đâu thì cũng sống Sài Gòn. À, gặp nhau đánh bài thì ở quê đâu. Tự nhiên cũng ở chung cái thành phố Mỹ Tho mà mình không biết. Cũng đồng trang lứa 93 luôn mà đâu biết đâu.
Sau dạ. Sau mà về quê cái cuốn bài gặp cùng sống Sài Gòn, hẹn lên Sài Gòn gặp nhau. À. Sau đó bắt đầu có những cơ hội gặp nhau ở Sài Gòn. Làm mới quen. Dễ thương không? Trời, em chấm từ lúc cuốn bài rồi, từ lúc đã nói nhỏ chấm nhỏ mới không dám ăn đó, mặc dù là đói thấy bà ngộ đó. À. Ừ. Đầu tiên là em vô sao, cái chỗ gần bạn gái em là ngồi kính rồi em đâu ngồi được. Em đứng em tia rồi, thấy rồi trong bàn này tia rồi. Em thấy bạn em vừa thua cái em nhảy vô liền. Nhảy vô chơi rồi xong bắt đầu em vợ em ăn cái em gom tiền giùm, rồi chung giùm này nọ luôn. Ăn hết xong bài luôn. Mà cả đời cuốn bài không bao giờ ăn, duy nhất một bữa là em ăn. Đó, tại có thiệt. Không phải. Cả đời trắng nè. Không phải hai đứa này đi trái quy luật. Người ta là đen bạc đỏ tình. À. Đỏ tình đen bạc, đúng không? Nó đỏ tình. Nó trái luôn, nó đỏ tình đỏ bạc luôn. Đỏ bạc đỏ tình luôn ha. Xong lúc đó em chỉ thấy là trẻ trâu, em thấy Sủ Nhi rồi em cay nữa. Nên em mới đòi đi ăn thôi chứ không có nghĩ cái gì dạng như kiểu ủa, như là bây giờ không nghĩ thì cô cũng đã là vợ người ta rồi. Cô bây giờ cô đâu có chối bỏ được cái chuyện đó. Thôi thì bây giờ nói đến cái chuyện mà sau khi mà dính rồi đi, đúng không? Dạ. Sau khi mà cua nhau rồi, cái buổi đi chơi đầu tiên đâu, kể nghe coi nó ra làm sao. Dạ, anh kể ra. Sau cái bữa ăn phở đó. Sao bữa buổi đi chơi đó. Không buổi cái bắt đầu hẹn lên Sài Gòn là sau khi yêu nhau đó em. Không thì hỏi luôn đi, bây giờ sao vụ ông phở tới lúc mà yêu nhau đó là khoảng cách là bao lâu? Nhẹ nó về chắc phải tuần sau rồi. Thì dạ. Đó tuần đó thì tôi kể đi, kể rồi. Cái bữa đầu tiên dạ. Đi chơi đó ngày đầu thì tụi em hẹn nhau đi ăn đi uống, mà tôi nói lạ có biết nhau đâu mà nói chuyện nó hợp gì mà nó hợp không thể nói luôn. Nói hoài nó quỷ nó tới không. Sáng luôn. Bây giờ vậy nè, thôi để cô vợ cũng kể thì dạ. Cái chi tiết nè, là lúc đó là sao? Dạ thì đi ăn, rủ đi ăn, đi ăn là giống như là em thì em thích là ăn, nhưng mà thành phố thì em cũng ít đi vòng vòng á. Ảnh thì ảnh nói là hả, đi anh là biết hết chỗ này chỗ kia luôn, anh chở em đi từ quận nhất mà qua tới quận Tân Bình, rồi qua hết các chỗ các địa điểm luôn, xong ăn đủ thứ chỗ chút đi tới sáng, mà bữa đó đi chắc tới 3 giờ sáng luôn. Cứ nói hoài giống như là hai đứa quen từ đời kiếp nào á. Nói chuyện gì cũng kể cho nhau nghe hết vậy á. Không hiểu sao luôn, sao cái em mới nói ủa sao mà dễ thông quá ta, sao dễ kể với lại anh này quá vậy, sao mà nói chuyện thoải mái được muốn kể gì kể á. Rồi anh cũng dễ chịu nữa, xong cái về cái cũng suy nghĩ vậy đó, là bữa đó đi chắc tới 3 giờ sáng. Ủa nhưng mà cái lúc nói chuyện nói về vấn đề gì, có nói về vấn đề kinh doanh được không? Không đâu, dạ nói chuyện lan man đủ thứ trên trời. Mà không hiểu nó hợp cái gì mà hợp khủng khiếp mà luôn. Mà bây giờ cũng chả nhớ nói cái gì đâu em. Quên ơi, nói mày. Cái gì thấy cũng hay hết trơn trọi. Thì là nó khiến nó đến. Ừ, đó chứ. Úi trời anh ơi, con kiến nó bò kìa. Vậy cũng dễ vui thương đó. Quá em á. Trời ơi chứ. Hiểu không? Yêu nhau chừng 5 năm. Không nghĩa là yêu nhau chừng 5 năm, lấy nhau chừng 5 năm. Con kiến nó bò kìa. Con kiến nó bò kìa, anh kệ nó đi. Kệ nó đi. Nó nổi nhiều kìa. Quan tâm làm khỉ gì. Thì bây giờ là như vậy luôn á. Phải không? À. Đúng là người ta giống như người ta nói là cái đó là lúc mới yêu. Ừ. Rồi sao? Nhưng mà nè, không, nhưng mà hỏi nè, hai đứa bộ đi chơi và đi ăn thôi chứ không có cái gì hết mà làm gì tới 3 giờ sáng. Rồi chạy vòng vòng hết Sài Gòn luôn. Chắc chạy hết chắc cái 100 nghìn tiền xăng quá. À. Chắc ngoài 100 cây số chạy hoài không ngưng, cứ nói hoài đâu có chỗ đâu tấp. Bây giờ cứ chạy hoài, cứ nói hoài, giờ không lẽ mình đi về vui quá rồi. Cứ đi cứ chạy hoài chạy mày xưa hết chuyện luôn, buồn ngủ quá. Chà, chắc đi từ Bình Tân qua Bình Thạnh rồi xuống Bình Hòa. Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa? Rồi qua ngày hôm sau có đi chơi nữa không hay làm gì nữa? Đi tiếp, tôi nói là cứ được bữa xong là nó dính hoài. Lại nói nữa. Nhau luôn, nói hoài chuyện đâu nói không hết. Rồi nhưng mà cái ngày thứ hai nó có khác cái ngày trước đó cái gì không? Có động tay động chân gì không? Ngày thứ hai bắt đầu đi ăn. Cái bắt đầu tới ngày thứ ba cũng là đi ăn bên nhà ông anh. Tới ngày thứ tư sao, chuyện gì xảy ra? Ăn với thằng bạn ở đầu nhậu, ở đầu vợ không biết nhậu, em thì cũng đi gặp khách hàng nhậu thường, nhậu xong cũng say men men cứ chạy đi về, mà cũng chạy vòng vòng hoài đó. Nói, không chạy em vòng nghĩa chạy em vòng không chạy. Giống như là dạ, cái nhà em là ở ngay cái nhà em mướn là ở ngay quận nhất rồi, mà anh cứ chạy vòng vòng hoài là gần nhà mà sao không về, mà cứ chạy vòng hoài. Cái em mới bực mình quá, cái em mới nói rồi, em cũng nói trong bụng rồi. Cái em nói, thôi vậy thôi anh nếu mà anh thấy về không được, thôi tắp vô khách sạn ngủ đi chứ khỏi về. Là em rủ vô khách sạn ngủ luôn. Là ngày thứ tư đó luôn. Dạ. Quen lâu ghê luôn, dạ, quen lâu mẹ thì chủ động nói luôn hả? Dạ. Tại vì nó đi vòng vòng hoài. Mệt thiệt. Gặp em uống có mấy ly mà em chóng mặt quá, em đói nữa rồi. Mà cứ cha lại cứ chạy vòng hoài không trở về nhà. Rồi em nghe cái câu đó làm sao? Nói cái cảm giác của em lúc đó em còn nhớ không? Trời ơi, nó chết đi, tỉnh liền, đang xỉn là tỉnh liền. Ôi liền, gấp lắm rồi, bây giờ không kiếm nữa, thấy vừa thấy lũi vô luôn. Lũi luôn. Trời ơi trời, khách sạn quân dứt 1 triệu mấy một đêm đau lòng luôn trời. Dạ bao nhiêu cũng được. Trời trời, 10 triệu cũng ngủ. Bây giờ ok cái là hãy lấy bên ta trái thấy rồi lũi thẳng liền. Lũi vô. Không kiếm gì nữa, mất công lâu, chịu nổi. Lũi liền, không hỏi giá luôn. Ừ. Qua sáng sau tính chuyện triệu mấy. Má ơi, trời ơi cái gì thấy ghê thiệt. Quân dứt.
Thứ nhất giận đạo. Nhưng mà bữa đó lời mà. Đúng lời, tiền không quan trọng, tiền không quan trọng. Em nói hay vợ chồng em mà từ ngày quen cứ nó tốc độ thấy khủng khiếp lắm. Trước đó nói chung là cái duyên hay sao á, trước đó cũng quen bạn gái cũng là 5-6 năm, cũng là vợ chồng rồi. Rồi bắt đầu cũng chia tay vài tháng vô tình dập với em, gặp xong quen, gần tháng sau cầu hôn rồi cưới luôn. Ủa vậy đó hả? Chơi tốc độ hơn chữ luôn mà. Tức là vậy? Không đợi luôn. Tức là trời ơi. Dọn dẹn trong vòng 4 tuần đó. 4 ngày đã là của nhau, rồi sau đó là một tháng sau là cầu hôn. Tháng hơn. Tháng hơn là cầu hôn. Rồi chừng nào cưới cưới luôn không? Dịch. Tính dạ, cưới rồi nhưng mà dịch. Ngay đúc dịch. Không là nó cưới được. Rồi sao dạ. Mới là qua dịch rồi cưới. Dạ. Vậy là cũng phải mất cách dạ, 1 năm. Dạ. Thì tụi em cũng chơi tốc độ là nữa. Là cưới năm á. Wow. Tụi em bắt đầu là tính cưới rồi. Nhưng mà là tính cuối năm mà dịch, nghĩ tới dịch cưới được không? Cái đầu hai đứa thấy năm sau tuổi Sửu hợp tuổi Dậu. Giờ nghĩ thôi giờ đám cưới mà giờ đầu năm đám cưới. Mà giờ cưới xong biết có bầu liền không? Thôi giờ để luôn, năm trước để luôn. Nếu dính trước thì năm sau kịp là tuổi Sửu luôn. Rồi để có bầu dính cưới luôn. Cưới luôn. Chơi tốc độ thần trưởng luôn. Tốc độ luôn. Là coi như là ở trên á, người ta chỉ thẳng rồi, người ta dập thẳng luôn rồi. Ủa nhưng mà trước đó là hai đứa có đi coi bói, coi thầy, coi cô gì không? Dạ, chắc có luôn. Dắt chị coi bói. Dạ, nhưng mà là người ta nói coi như là thầy bói đó có hợp tuổi không? Dạ, cái cô đó chỉ nói gì nè, bây giờ là bất chấp tất cả đi, bất chấp tất cả hả, cứ để em bé đi, tại vì rất là tốt luôn. Nên bây giờ có nếu mà bị ai nói thì cũng không quan trọng đâu. Cô đó nói gì đó. Thì nãy mới nói là cái gì làm cũng hợp với tuổi dần với cái gì tuổi Dậu với tuổi Sửu đúng không? Là em bé là con trai hay gái? Dạ, dạ bé trai. Nhưng mà là hai đứa là bằng tuổi nhau hả? Dạ, dạ 93 tuổi. Ok, nhiều quá ngon lành. Dạ. Nhưng mà vậy là mấy năm rồi ta? Hai đứa gặp nhau lúc dịch năm 2019. 2019 là 4 năm rồi. Dạ. 4 năm. Nhưng mà 4 năm. Ngưng hết năm. Ngưng hết năm dịch. Đúng không? Là 3 năm. Ôi trời ơi. Dạ. Rồi cưới được mấy năm? Dạ 2 năm rồi. Cưới được 2 năm rồi em. Dạ. Rồi có nghĩa là 1 năm dịch. Rồi á 1 năm là cũng như gần cuối năm á là biết nhau, quen nhau rồi cầu hôn luôn đó. Rồi vậy để em hỏi cái này cái nghĩa là coi như là cái tình yêu nó nhanh quá. Nó chóng bánh quá. Dạ. Vậy dạ. Thì bây giờ và thậm chí là trong 4 ngày thôi là bắt đầu là lũi vô khách sạn luôn rồi. Dạ. Không biết là cái lúc mà ổng cầu hôn em á, ổng cầu hôn em á, ổng làm sơ sài hay là ổng có tổ chức, ổng có tạo rần rần á. Dạ bất ngờ lắm anh. Với lại nhớ hoài cái câu mà lúc mới quen mà anh nói trời, giống như là lúc mà đã hai đứa đã đi khách sạn rồi đó, là của nhau rồi, đã là của nhau rồi, xong rồi các em kêu ảnh về ở với em chung luôn đi, xong rồi đi về ổng ở với em, các em đi học, em đi học xong cái ở nhà ổng quét nhà, ổng lau nhà, cái nhỏ em của em xuống thấy sao anh này giỏi quá vậy, cái nói trời ơi anh hai ơi, chị hai ơi, anh Thành được lắm, anh Thành giỏi thì kêu anh Thành quét nhà lắm. Cái em mới nhắn tin nói sao anh không để cho em, chú em về em dọn dẹp cho. Cái anh mới nói là hả, anh đã sạch quen rồi, thay dơ anh chịu không nổi. Trời, cái câu đó xong cái em nghe nó trời ơi, sao tự nhiên giới được này cũng ok này nọ, xong là từ lúc đó về sau mà là cỡ tháng sau là về dọn qua chung cư ở cho nó rộng á, cho nó rộng á, thì là không bao giờ ở sạch nữa. Là ổng theo em. Là chỉ ở sạch là lúc đầu, lúc tuần đầu, tuần đầu thôi là bắt đầu chỉ là ở, không giả dối đó, ý là giả dối. Dạ đúng rồi, giả dối là tạo nét á, tạo nét quá trời nét luôn á. Cuối cùng là lòi á, thôi để chút nữa cái phần sau kể. Đó nha. Ủa nhưng mà lý do gì nhà không ở, đi qua ở nhà người ta? Là từ cái bữa thứ tư đó là ngày nào cũng gặp, rồi bắt đầu cũng đi khách sạn suốt luôn, rồi buổi tối đó đi về cái thấy vợ em ngủ mình ngủ, rồi lũi nhà vợ em ngủ luôn. Ở đuổi không về luôn. Coi như là cuốn gói theo gái đó đúng không? Em lấy đồ dọn qua em ở luôn. Dọn dẹp nhà cửa luôn. Mà em ở dơ em là biến dọn nhà lắm. Tự nhiên ở nhà gái rồi tạo nét lên. Lấy mình đàn ông vô mình ở dơ nhà gái người ta kỳ quá. Rồi cũng quét dọn. Mà tánh em là biến em ở dơ lắm. Nó thẳng luôn là làm biến. Trời mình tạo nét được có bữa đó tới giờ luôn á. Rồi đúng rồi, coi như là mà bây giờ ta đang hỏi cái vụ mà cầu hôn kìa. Đúng rồi, cầu hôn. Đúng rồi. Dạ dạ. Ủa lạc đề luôn á. Dạ cầu hôn thì giống như là vô tình thôi. Nguyên đám bạn với lại em, hai đứa em của em là đi chơi, đi ra Phú Quốc chơi, là ở mướn cái villa đó là chơi. Xong rồi cái tới bữa cuối mình cũng không có biết là ông này là muốn cầu hôn hay gì nữa. Cái bữa cuối tự nhiên cái chiều đó, cái cỡ 3 giờ cái tự nhiên đòi thèm chè Thái quá. Mà tự nhiên trong thành phố không ăn, cái đi ra ngoài Phú Quốc đòi ăn chè Thái. Cái chở em đi vòng vòng để kiếm chè Thái, mà mình bực mình tham vui mà mình muốn chơi, mà tự nhiên đi kêu mình đi ăn chè Thái bực bội. Cái ngồi vừa ăn chè Thái mà vừa bấm điện thoại hoài, cũng không nói chuyện với mình nữa. Cái mình bực mình nói
mắc gì tự nhiên không ăn gì ăn chè thái ông nội. Xong cái tức quá cái em nói thôi đi về đi ăn chơi, tại vì ở nhà mình nghỉ vui mà. Tại nguyên đám bạn đang ở nhà đợi là đi về là thấy là chuẩn bị hết rồi đó. À, là kiếm cớ đi ra ngoài để ở nhà bạn trang trí đó. Ừ, dạ, quá rồi. Tự nhiên ông ăn chè thái. Dạ. Nhưng mà sao về thấy gì xuất hiện nè? Dạ về thấy đồng là tả sơ sơ cái căn. Giống như là trang trí hết cái căn villa đó là và từ trên dưới là bong bóng rồi hồ bơi cũng bong bóng xong rồi mấy bạn á là sắp xếp với em sắp xếp là đèn rồi nhạc rồi tùm lum hết trơn. Ông đang hành động như thế nào? Dạ là quỳ xuống cầu hộ vậy. Mà đó nói câu gì nhớ nói không? Là đồng ý làm vợ anh nha. Ờ, có trao nhẫn không? Dạ có. Trời ơi cái nhẫn đó đâu? Dạ nhẫn đó trời hai chị em đồng thanh đồng thụ. Cái nhẫn để nhà. Dạ tại có cái cặp kia vui lắm cái nhẫn cầu hôn á bà vợ bà rửa tay rồi bà bỏ không có tiêu bà quên rồi bà để quên luôn rồi bà mất luôn bà giấu chồng bà giấu mỗi lần chồng hỏi dạ, làm bộ nó là cất ở đâu nhưng thực ra là chồng bà đã cất cái nhẫn đó từ đời nào rồi cái nãy hai chồng sáu tháng sao nhẫn ở đây nè cưng lắm. Dạ vậy cũng giống anh này em dự tính cầu hôn á là nó trong vòng có nửa tiếng thôi đầu tiên là nói ba mẹ lên đang đi Phú Quốc rồi tính ba mẹ lên để nói chuyện bắt đầu là nó cưới hỏi nha. Nói thôi sẵn đây đẹp quá bắt đầu nhắn tin hết phân công bạn bè đi đó 8 người người mãn đứa bơm bóng đứa đi về đặt bánh kem rồi đứa đi trang trí rồi đứa bông hồng, tạo hiện trường giả rồi đi thê lo rồi giao người việc hết trơn rồi bạn bè nó xông xáo lắm em nhiệm vụ là dẫn vợ đi ngoài để đi dọn trong đó cho nó đẹp tại vừa về là mọi người cứ vô ập vô mà làm thôi. Hề nhất là em trà thái tại vì cái gì em gán kéo thời gian đi càng lâu càng tốt mà cứ đồ về hoài nhưng mà hai đứa yêu nhau vậy rồi gia đình rồi suôn sẻ hết hả có cấm cản hay là có cái gì không? Dạ không dạ, giống không. Như là tại vì hai đứa là tự lập á giống như là lên thành phố ở rồi anh cũng lên thành phố ở từ nhỏ luôn rồi nên không có gần gia đình nên cứ thoải mái là thôi. Tự lập luôn lúc mà em quen vợ lúc em làm cái gì lúc em đang làm gì dạ cũng làm công việc đó em làm công việc vận chuyển vậy đó hả. Rồi lúc em vợ làm cái gì cưng? Dạ lúc đó em cũng chuẩn bị bán quần áo này kia gì đó. Vậy là giống như hai đứa giống như cá gặp nước vậy đó. Dạ đúng rồi. Bởi vì ngồi nói chuyện nhập hàng sao rồi nhập chưa vô đâu. Rồi xuất sao? Chưa làm sao xuất nhập được? Thì đúng rồi. Không bên này nhập vậy. Nó anh làm gì vậy? Ủa anh giờ đưa công chuyện anh lại gì? Nhập khẩu. Đâu? Anh lại giờ anh đi anh chuyên chở đồ từ Trung Quốc về. Ôi giá anh. Trời em đang tính bán quần áo đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Em thôi em đang tính kinh doanh quần áo nè. Vậy là coi mấy anh ấy. Đúng không? Trời đúng rồi. Nó hoài nó không hết chuyện quá đi chị. Em nghe là em chớp liền. Em nghe là em chớp liền cái thời cơ liền. Cái này cũng ngon. Thấy cũng quen biết rộng. Ngon mối này ngon à. Mối này ngon ha. Rồi coi như trai nè, rồi á là chịu chi tiền đi ăn uống đồ ha. Bài bạc rồi cũng giỏi. Số cũng hơn. Không từ bữa đó xong là thua luôn á là mỗi lần mà về quê đánh bài nữa là không bao giờ ăn thì đó đỏ bà cứ như là đỏ tên ăn luôn tới bây giờ dạ đỏ luôn không ăn đúng một ngày gặp vợ em thôi đó đúng đó đỏ dạ đúng rồi. Mà biết sao cua nhỏ này tốn tiền không dạ cua nhỏ này tốn tiền không đi hồi đó cũng không tối mấy đi ăn đi uống này nọ thôi tiền ăn uống không thấy bữa nãy nó kể đó các bạn cũng ham ăn ham uống mà ăn quá trời ăn kêu đủ thứ rồi hết bò rồi tới ăn từ sáng tới chiều đó dạ. Hai đứa hợp vậy đó thích ăn uống thích đi du này nọ thành ra nó hợp thì khủng khiếp luôn rồi sau khi lấy về có còn hợp nữa hay không và cái việc sinh con ra tất cả mọi thứ nó có tốt đẹp hay không hay nó có gặp đỡ đần gì cho cưng không rồi nó có gặp những cái sự biến hay gặp những cái sự cố gì nó xảy ra hay không gặp biến cố biến cố giống như là sự biến là cái gì giống như là cũng có nhiều biến cố như là mình bị thay đổi á như là từ hồi mà hai đứa quen tới lúc mà hai đứa cưới luôn á là không bao giờ mà có một cái tiếng nhỏ to vậy hết trơn xong rồi bắt đầu từ cái lúc mà có em bé á lúc mà sinh em bé thì bắt đầu hai đứa có cãi tại sao như là cũng có thể lúc đó em thay đổi giống như là em suy nghĩ nhiều hơn á như mình phụ nữ mình có con rồi phải suy nghĩ nhiều hơn lúc đó em cũng biết là mình bị áp lực là lúc đó đang dịch. cứ ngày nào cũng nghe dịch chạy tới chạy lui rất là sợ rồi gặp lúc đó là hoãn công việc là hết là không có làm gì hết là cắt đứt tiền bạc này kia của hai vợ chồng luôn không làm gì hết rồi về quê ở nữa ở chung với gia đình nữa nên có nhiều cái phức tạp á dạ nên hai đứa cũng có gây qua gây lại giống như là đang tôi ăn tôi chơi mà có con không quen
Dạ. Nói chung là nó mới hết toàn bộ luôn. Rồi cái trong những, tại vì mình còn trẻ mà, rồi trong công việc nuôi con không quen, cứ người này chỉnh người kia mà không biết, không em gành dạ, nhiều đúng rồi, rồi cái bị trầm cảm dạ, dạ, nhau. Dạ lúc đó em cũng dạ. có bị trầm cảm là vậy thôi. Nhưng mà gây nhau, hỏi gây nhau dữ nhất là lúc mà cỡ sao? Cãi dạ. lộn rồi giận nhau hay là giống như là thôi tôi bồng con về má tôi ở hay này kia nọ. Giống dạ. như hai đứa mà gây nhau mà nặng nhất là cỡ nào? Dạ thì đúng rồi, chắc cỡ đó luôn. Cỡ đó kiểu em ở nhà em, vợ em vợ. Rồi xong cũng hai bữa lên xin lỗi rồi làm huề. Dạ kiểu như là nghĩ lại thì thôi cỡ con rồi mà cũng vậy. Vậy như em cũng lúc đó em cũng áp lực là muốn chồng mình phải cái như vậy, giống như mình nghĩ là ủa sao người ta được vậy mà chồng mình không được như vậy. Cái mình bị muốn được nhiều hơn như vậy, cái mình đặt cho anh áp lực quá. Nhưng mà dạ. vì lý do nào mà tụi em vượt qua được cái tình trạng đó? Chỉ đứa con, rồi tính tình hai đứa quá hợp nhau mà. Rồi dạ. xong cố gắng rồi cũng vượt qua được hết. Em cũng nghĩ là cái lúc mà hai đứa quen đó, nhưng mà mình nghĩ là sao mà lúc mà hai đứa chưa có con sao mà nó vui như vậy, sao mà mình nghĩ là tại sao giờ phải như vậy, sao không vui nữa. Cái em nghĩ lại thôi không có gì hết, cứ đừng có áp lực quá, nên em thôi kệ, sau này cái anh muốn làm gì làm. Dạ không quan trọng bây nữa. Giờ là một đứa thôi đúng không? Dạ, dạ. đúng rồi. Đứa là mấy tuổi? Dạ dạ em bé 18 tháng mà em xin kể luôn là em đặt tên con em là tên Xì Dách luôn. Xì Dách luôn. Xì Dách đó kỷ niệm đó. Mà em đẻ đứa con gái chắc em đặt là Ngũ Linh, Nguyễn Thị Ngũ Linh quá. Sao vậy Ngũ Linh là sao? Ngũ Linh á, Ngũ Linh là thắng bài á, là thắng năm lá. Đúng rồi, năm lá 21 điểm. Rút năm lá 21 điểm, chưa tới 21 điểm. Còn hơn Xì Dách nữa. Dạ. Giống như Xí Ngầu á, Xí Ngầu dạ. đó. Thì đó chị cũng có biết chơi bài đâu. Mà dạ. ăn, ta nói ăn, thôi là ăn vậy đó. Bởi dạ. đẻ đứa con đầu tiên tên Xí Ngầu luôn. Không, Xí Ngầu dạ. dễ thương nghe là kia tên Xì Dách. Xì Dách. Dữ à nha. Thì nó dạ. trai mà. Mà dạ. gặp gái mà để tên Xì Dách nó kỳ lắm á. Dạ. Đầu. Mà gái thôi Ngũ Linh cũng không nên. Em nói giỡn đó, em nói giỡn. Nó chơi. Xí Ngầu đi dễ thương á. Đầu đặt tên Xì Dách cái ở nhà nói cái gì mà giống thần bài quá vậy, cái gì mà đặt tên gì con gì ghê vậy. Mà giờ ai cũng kêu nó quen. Quen rồi, thôi không sao, dễ thương mà. Dạ. Rồi bây giờ đến cái phần này nó hấp dẫn nè. Nãy kể dạ. hả? Cho vợ kể cái phần mà coi như là ở với nhau rồi á. Dạ. Nhìn thấy ổng có bao nhiêu tật xấu lòi ra đó. Ở dơ đó, nãy bừa bộn đó nhớ dạ. không? Dạ. Đang kể đó. Bây giờ còn không? Đi. Dạ cũng còn. Bây giờ tới phần khui tật xấu đó. Dạ cũng còn nha. Khui đi. Xong rồi còn quên tắm nữa. Mà đó giờ em nhỏ lớn em mới nghe một người mà sao quên tắm á. Em cứ hỏi hoài luôn. Tối nào cũng hỏi mà. Sao mà quên tắm ta? Là cứ, tình. Cứ nguyên ngày cứ là cứ xong cái đi ngủ, cái em nói rồi sao không đi tắm đi. Quên rồi. Xong rồi cái em mới kêu ra tắm đi, cái nói giờ tắm là trúng gió chết liền chứ không có cỡ nào cũng trúng gió chết liền á. Rồi là xong rồi để tới sáng tắm. Mà không có lau mình luôn á. Dạ không luôn. Cứ vậy là đi tắm là, khó, là nhưng mà biết là nằm xa em nha. Nằm xa em ra, ôm cứ ôm nằm xa em ra. Vậy đó, rồi bữa nào tắm thì sáp vô, còn bữa nào chưa tắm thì sáp ra. Mà bây giờ còn không? Còn luôn. Bây giờ nó thành một cái lệ rồi. Dạ. Có nghĩa là bữa nào ảnh tắm là chị vợ biết bữa đó là phải sáp vô. Dạ. Còn bữa nào mà nằm ôm một cái ôm ngoài là biết bữa dạ, đó chị chưa tắm. Rồi là chưa tắm. Dạ vậy đó. Nghĩa là đó là nhiều khi nó cũng là một cái ký hiệu nữa. Ký hiệu đó. Trời ơi, bạn chị đó Bin, bạn chị đó, cái bữa nào tôi mặc đầm là anh biết là bữa đó là đó anh phải làm nghĩa vụ quân sự đó. Trời, xong chồng nó kể vui lắm đó. Trời ơi, hồi hộp thấy bà nội luôn á. Bữa nào mà thấy bà đi cặp giò lên mà lửng tới đây là thôi rồi xong. Là đó đêm đó. Bữa nào mà có cái quần pha pha phấp phới đây là thấy khỏe rồi. Phải thật là em, tại em nghe công việc của em á, nghe điện thoại gì quá. Mà em cái tật em hay quên. Mà cái là em quên thiệt. Cứ nghe điện thoại xuống từ 9-10 giờ đi 11 giờ vẫn còn nghe. Nghe ghét rồi mệt quá, cứ lăn ra ngủ luôn. Nói công việc thì mà. Công việc cứ nghe điện thoại thôi. Thôi nhưng mà dù sao đi nữa cái chuyện ở dơ vẫn là dơ. Dạ xong rồi còn còn hay hậu đậu mà còn đó, tiếp theo đó. Bây giờ một cái là quên tắm ở dơ nè, rồi tiếp theo cái gì còn nữa? Tỏ vẻ nữa. Ra vẻ. Dạ ra vẻ. À, ra vẻ đó. Dạ đúng rồi, ra vẻ thể hiện, thể hiện sao? Giống như là giống như cái vụ mà đi lau nhà đó, nói chung là tại vì dạ đúng rồi, cũng mình thể ở hiện sạch lắm quá. Giống như là giống như trong cuộc vui với mấy bạn hay là kia anh cũng thể hiện lắm. Giống như là bữa giống như kỳ em với ảnh đi ra Vịnh Hạ Long chơi, xong rồi thì nói là thôi sáng mai thì đi ra máy bay thì xuống khách sạn có taxi thì đón ra luôn, không để anh biết chỗ này có chuyến là chuyên gia xe chở rất là VIP chở từ khách sạn ra sân bay, xong cái anh cũng đặt thì mình cũng nghĩ ok rồi. Xong anh đặt cái ngày mai người ta tới rồi, hai đứa cứ lên xe ngủ thôi rồi rặn đi ra sân bay vậy anh.
Cát Lái hả? Sân bay Cát Bi. Cát Bi. Cát Bi. Cát Bi. Sân bay Vân Đồn. Sân bay Cát Bi. Nó chở ra sân bay Cát Bi Hải Phòng mà. Nó chở ra Cát Bi Hải Phòng luôn. Trời ơi trời. Mất vé luôn. Người đặt vé lại. Ủa? Nhưng mà thực ra là sân bay Vân Đồn. Em ở Hạ Long thì đúng ra đặt sân bay Vân Đồn mình về được Sài Gòn. Chết cha rồi, em đặt người ta sân bay Cát Bi hả? Dạ. Đặt lộn, hàng đó nó chở ra Cát Bi. Cái nói anh ơi tới sân bay Vân Đồn chưa? Tài xế của em nhìn gì? Nó hết hồn luôn, nó không ngờ em luôn. Ủa? Cái này sân bay Cát Bi mà anh. Trời ơi, em đặt sân bay Vân Đồn. Đâu có, anh đặt sân bay Cát Bi mà. Trời ơi, chết mẹ rồi, bỏ vé luôn. Có nghĩa là ổng đọc lộn đúng không? Dạ đúng rồi, lộn. Xong rồi cái em tức quá, cái em mới nói là ủa rồi anh kiếm này ở đâu vậy, đừng nói chuyện với người ta. Cái nói anh sợ tin Google á. Trời ơi là tưởng đâu mình tưởng đâu là ổng biết rồi, ổng rành rồi. Ai về là ổng sạch trên Google là ổng nhắn vô là hả? Chuyên gia chở đi tuyến máy bay, tuyến sân bay. Mà vậy không đó. Coi cái địa phương. Dạ. Không coi. Em quên. Trời ơi bó tay luôn. Em hỏi anh ơi tới sân bay Vân Đồn nó quay hết hộn em rồi tuột máu luôn. Xong rồi mất cái vé. Máu luôn. Cái này để mới mốt mà chị Thúy Nga về á. Đúng, đúng. Là giới thiệu với đây. Chị Thúy em trai dạ. Chị Thúy Nga. Đúng rồi đó, đúng. Em kể cho nghe. Em nghĩ là ngày hôm đó là đi đi diễn với Sa Đéc cho Lê Tứ. Thế đâu có hai chị em đi tung tăng chạy lên cái đầu cái tới cầu Mỹ Thuận rồi. Dạ. Là tới Sa Đéc là sát dạ. Bên. Anh mà bà vừa gọi điện thoại thì mở lo lên thì em nghe tiếng gà gáy. Mà chị biểu ví dụ như 6 giờ tối hay là 6 giờ rưỡi tối á thì bấm điện thoại lên thì phải nghe âm thanh cái loa phát này dạ. Nghe gà gáy, nghe không phải gà gáy, nghe chó sủa. Ừ. Nghe chó sủa. Nó sao kỳ ta? Cái đầu gọi ô Tứ ơi, Nga với Quốc Thuận đã tới cầu Mỹ Thuận rồi nè. Cái anh Tứ nó ủa sao chị xuống sớm vậy? Ủa sao vậy? Dạ, show mình tháng sau lận chị. Trời ơi lộn. Là lộn con thằng. Dạ. Trời ơi. Dạ. Anh này cũng quá nhiều giống như gọi là chân mệnh thiên tử á. À, người ta bạn, của em bạn mấy lắm. Mấy mà mấy đứa bạn ở dưới quê à, gọi là chân mệnh thiên tử á, là độc nhất vô nhị luôn là ổng đó. Chuyên gia luôn. Rồi bây giờ là da dẻ vậy là đúng dạ, rồi đó. Dạ, da dẻ hay đó. Còn gì nữa? Còn mới đây nữa cũng da dẻ lắm. Anh đi chở em qua Trà Vinh là đi coi cái xưởng của em. Xong cái gặp công an, mình thấy công an trước rồi cái mình sợ nữa. Ủa anh Hinh có đem giấy tờ đầy đủ không? Trời ơi em yên tâm, anh đi hoài anh đem giấy tờ đầy đủ lắm. Xong cái công an tấp vô cái cũng tấp vô luôn, ok rồi, tại ông này thấy ok rồi. Vô cái công an mới hỏi là giấy tờ đâu, cái đem ra cái bằng lái 4 bánh, không có bằng lái 2 bánh. Ủa sao tự nhiên bị tráo đổi rồi anh ơi? Cái nói với anh công an vậy đó, xong rồi cái ông công an hả dắt chiếc xe chở về luôn, chở về đồn luôn. Mà em nói có bi đát khủng khiếp luôn. Bằng lái 2 bánh không đem, bằng lái 2 bánh để Sài Gòn. À. 11 giờ đêm đi tới địa phận Bến Tre bị bắt. Rồi sao? Đi Trà Vinh mà cẩu xe về. Đi taxi Bến Tre vô trung tâm thành phố. Thì mấy trăm ngàn ngủ một đêm. Qua bữa hôm sau lấy xe mà chị em hi hữu thiệt. Bãi số bị xui hay sao? Đi vô để mình đã phạt không ăn lái luôn, chịu gửi để lấy xe về vô nào phạt. Hệ thống toàn quốc lỗi, thứ hai lấy bà trời ơi trời quốc thêm 3 ngày nữa. Em nói mà cái tiền xe mà cái tiền mà ở khách sạn tiền xe đi lại chắc hơn mấy triệu bạc hơn tiền nào phạt nữa. Mà nó xui cái kiểu mà từ đó giờ không có bị lỗi, ngay bữa em vô bị lỗi luôn, lỗi thứ 6. Hệ thống toàn quốc lỗi rồi em bơi thứ hai rồi em vô. Ông giống như là cái cuộc đi nào mà ông này là có ông này là bị xui à. Mà nó xui ông này xui dữ lắm, số ông này xui dữ. Mà đó chỉ là một trong số ít chuyện thôi đúng không? Dạ, còn nhiều lắm. Là 100 chuyện luôn. Thôi bây giờ coi như mình lớn quá đi em. Bây giờ mong muốn đi. Bây giờ mong muốn đi. Nó bây giờ còn khui nữa không? Khui nữa không? Thôi tội nó. Bây giờ chỉ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Dạ. Thay đổi là bớt kiểu như là bớt thể hiện đó, giống như là bớt da dẻ đúng dạ, không? Dạ, giống như mỗi lần mà đi, chuẩn bị sẽ có cuộc vui là đi chơi với hội bạn á, rồi bắt đầu em đã dặn ở nhà rồi. Anh cứ giờ anh cứ người ta nói A, anh cứ nói A, người ta đi B, anh cứ đi B đi, anh khỏi ra dẻ, anh khỏi thể hiện gì chứ. Rồi là bớt da dẻ. Dạ đúng rồi. Người ta kêu đi đâu thì đi đó đi, anh đừng có bài nữa. Đó, rồi giờ bắt tới cưng đó. Giờ tới cưng dạ. Đi nãy giờ nó nói cưng quá trời rồi, cưng nói lại nó đi. Nghĩa là mong muốn thay đổi là bớt da dẻ đúng bớt không? Dạ đúng rồi, với lại bây giờ tới em đó. Bớt ở dơ. Dạ. Bớt ở dơ nữa. Vợ em á, vợ em thì kiểu mà vợ em á, tật xấu vợ em thì không có tật xấu gì mà hay lớn tiếng với em thôi. Hay lớn tiếng em gặp nghe công việc em tép. Em bị stress đúng không? Công việc cứ lớn tiếng rồi em ghen tép thì bực em chửi là mà hai vợ chồng nóng tánh nữa. Trời ơi chửi lộn tao nói binh thiên nhà cửa luôn. Chửi mà còn hơn sân khấu nữa mà. Gì đó hả? Trời ơi thấy ghê lắm. Rồi sao? Xong thì cứ cãi lộn vậy đó. Cứ em bị tép rồi giờ lớn tiếng cứ tật xấu thì lớn tiếng em thôi. Có nghĩa là mà giờ không là có nói có gì lớn gì. Tiếng mà nói nhiều không? Càm nói nhiều ràm, rồi nói nhiều đó. Lớn tiếng mà còn càm ràm vậy có càm không? Với em. Vậy là càm ràm mà trong cái lớn tiếng. Trong cái lớn tiếng đó. Càm ràm. Trời đó coi tôi nói cho ông biết tôi nói thiệt với ông đó luôn. Quen cái gì rồi. Đó, còn càm ràm mà xù xìu mít á là còn mệt nữa. Mà em thấy cũng vui. Em thấy cũng vui nhưng mà đôi lúc em bị tép công việc á, em thấy là bực nhưng mà thường ngày vẫn vậy là vui. Thì vợ càm ràm em giỡn lại, em giỡn nhiều.
yêu. Đó còn gì nữa nè, cầm ràm rồi. Vợ em thôi, tật xấu thôi. Em thì tật xấu, vợ em thì không có tật vậy xấu thôi, đúng không? Đó, ừ, giờ mong muốn là chắc hết cầm ràm đúng không? Đúng rồi. Mong muốn thì vợ em cũng có cầm gà nhưng mà ít ít lại. À. Để cầm gà nó vui, không có nó buồn. Thì một ngày mày không nghe vợ chửi chịu không nổi. Ít ít lại cho nó vui nhà đúng không? Dạ. Cho nó có không khí, cho có hương vị. Nói nghe nè, mình cầm ràm tại vì những em cầm ràm những lúc mà tại nó da dẻ đó phải không? Dạ đúng rồi. Da dẻ rồi hư bột hư đường đó. Rồi vậy thôi á, rồi em cầm dàm cái lúc á mà nó quên tắm hoài phải không? Dạ đúng rồi, em nói đúng không đó, muốn nó bớt á thì bỏ mấy cái tật đó đi. Yeah. Trời ơi thôi, cặp vợ chồng này quá vui và thậm chí là chia sẻ những câu chuyện nó rất là tích cực. Anh chỉ mong rằng là hai vợ chồng cứ tiếp tục đó. Và thậm chí là coi cái thời gian nào đẹp đẹp đó thì thuận tiện đó lại thêm đứa nữa. Mới 18 tháng rồi đó em. Không sao đâu, không sao đâu, được. Em bé mới 18 tháng á. Lẹ mình nuôi cũng lúc đi để cho nó khỏe sau này. Dạ. Đó, nghe. Đang nôn. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ, nôn không? Dạ, nôn. Nôn kìa, nôn à? Kìa. Ừ. Ngứa mỏ quá. Chúc con gái nghe. Nghe. Rồi, chúc nghe. Cho hai vợ chồng của hai đứa nghe. Trong năm nay bác sĩ sẽ báo tin vui. Dạ. Nghe. Dạ. Và qua năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời. Đó có thể là một cô gái hoặc cũng có thể là một cặp sinh đôi. Dạ. Trời ơi, rồi. Con đang cọp lắm rồi. Con cọp vàng à. Đâu dạ. Có cọp rồi. Bảy cọp. Con rồng vàng. Ừ, rồng. Xin lỗi. Dạ. Một cặp rồng vàng luôn. Trời ơi, ngon lành luôn. Rồi, xin chào em nha.